Có câu nói rằng là những người thích đọc bộ truyện tranh Slam Dunk thì chưa chắc đã thích chơi bóng rổ. Tuy nhiên là những người thích chơi bóng rổ thì chắc chắn là đã biết đến và đã yêu thích bộ truyện tranh Slam Dunk này. Và trên tay tôi đang là ấn phẩm mới nhất của nhà xuất bản Kim Đồng, một bộ truyện tranh phiên bản đặc biệt được tái bản lại của bộ truyện tranh Slam Dunk. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không nói đến những cái chi tiết, những cái điều đặc biệt đến từ giấy in hay là những thiết kế mới lạ của bộ truyện tranh này nữa, bởi vì các bạn có thể tìm đọc bài viết đó trên Bóng Rổ TV. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến những yếu tố đã khiến cho bộ truyện tranh Slam Dunk trở nên nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nói tới đó chính là tính nghệ thuật và là nét vẽ của tác giả vẽ nên bộ truyện tranh Slam Dunk này. Và nếu các bạn đã từng xem video nói về bộ truyện tranh Slam Dunk trước đây trên Bóng Rổ TV thì các bạn có thể biết được lịch sử hình thành, lịch sử phát triển của bộ truyện tranh cũng như tác giả của nó là ông Takehiko Inoue. Và nếu như bạn nào chưa xem thì đường link của video đó chúng tôi sẽ để ở dưới phần mô tả của video này. Tác giả Takehiko Inoue đó là một người đàn ông phải nói là cực kỳ nổi tiếng trong giới mangaka của Nhật Bản. Và ông đã đem tới bộ truyện tranh Slam Dunk này những nét vẽ chân thực, những nét vẽ của đời thường. Ông đã mô tả những chi tiết của cuộc sống bình thường vào trên từng trang truyện. Nhiều người, nhiều tác giả nổi tiếng trên thế giới đã từng nhận xét rằng là Takehiko Inoue đó là một bản tổng hòa của văn hóa truyện tranh Mỹ, đó là comic, và văn hóa truyện tranh manga của Nhật Bản. Và đó chính là sự khác biệt mà Takehiko Inoue tạo ra đã cuốn hút khán giả ngay từ những trang truyện đầu tiên. Và yếu tố tiếp theo đó chính là việc Slam Dunk đã lột tả chân thực nhất tình yêu bóng rổ của những người chơi. Và nét vẽ của Takehiko Inoue là một nét vẽ phải nói là rất chân thật, nó không quá trẻ con như những bộ truyện tranh khác. Chúng ta có Ito, chúng ta có Mart, chúng ta có Kỳ Thủ Cờ Vây hay gì đó. Đó là những bộ truyện mà nét vẽ nó vẫn rất là hoạt hình, rất là trẻ con. Nhưng Takehiko Inoue lại khác. Ông đã vẽ những cái chi tiết rất là chân thực, từ những cái bài tập ném rổ, những bài tập mà lên rổ, hay là đỉnh cao nhất của Hanamichi đó chính là bắt bóng vượt bảng. Và cũng bởi chính vì sự chân thật đó mà Takehiko Inoue đã đem tới, đã lột tả được tình yêu bóng rổ một cách thật sự nhất, một cách chân thực nhất của những người chơi bộ môn này. Ít người biết rằng là Takehiko Inoue cũng là một cầu thủ chơi bóng rổ từ hồi cấp 3. Vị họa sĩ này đã hiểu rõ những cái sự khó khăn từ những bài tập bóng rổ cơ bản mà tôi hay các bạn đều đã biết đến những sự khó khăn đó khi mà chúng ta bắt đầu chơi bóng rổ, hay là khi mà chúng ta tập lên rổ chẳng hạn. Các bạn đều nhớ rằng là Hanamichi đã tập lên rổ cả trăm lần, thậm chí là thức đêm dậy sớm để đi tập lên rổ, hay là về sau là bắt bóng mất bảng. Và vị họa sĩ, tác giả của bộ truyện cũng hiểu rõ về những cái sự cạnh tranh nhau giữa các trường học, giữa các ngôi sao, giữa cầu thủ ngôi sao ở trên sân đấu nó là như thế nào. Và ông đã lột tả được cái sự chân thực đó, những cái căn bản đó một cách thuần khiết nhất ở trên bộ truyện. Có thể các bạn là còn nhớ rằng Hanamichi đã khởi đầu chặng đường chơi bóng rổ của cậu ấy bằng một pha úp rổ, phải nói là khá là kinh khủng đấy. Nhưng mà đó cũng chính là một cái việc rất là khó khăn ở trong bóng rổ, đúng không nào? Nhưng mà trong nội dung bộ truyện thì sao? Tác giả Takehiko Inoue đã luôn luôn nhắc chúng ta hãy nhớ tới việc tập bóng rổ cơ bản. Nếu mà anh em nào còn nhớ thì để mà kết thúc bộ truyện thì Hanamichi đã sử dụng một cú ném trung bình, một cú ném mid-range. Đó là một cái điều cực kỳ cơ bản trong bóng rổ ở thời trước. Và vào thời điểm bây giờ thì chúng ta ném 3 điểm rất là nhiều, nhưng mà ở thời trước các cầu thủ ném bóng ở cự ly trung bình rất là nhiều, và đó là một thứ rất cơ bản. Ông đã luôn nhắc chúng ta hãy tập những thứ cơ bản để dành cho con đường chơi bóng rổ của mình. Và chính bản thân nhân vật Hanamichi đã lột tả được điều đó. Tôi cam đoan là có rất nhiều bạn đã bắt đầu chơi bóng rổ chỉ để thu hút được những ánh nhìn của các cô gái, của những hot girl ở trong trường. Và Hanamichi thì cũng vậy. Đó là điểm khởi đầu cho một chặng đường rất là tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 10 của trường trung học phổ thông Shohoku. Và đó cũng chính là lý do thứ ba mà chúng tôi muốn nói tới. Như đã nói ở trên thì Hanamichi khởi đầu việc chơi bóng rổ của mình bằng một cú úp rổ. Và đó là cú úp rổ để mà anh chàng này lấy điểm trước Haruko. Haruko cũng là em gái của Takenori, cầu thủ đội trưởng của Shohoku. Và phải nói là tác giả Inoue đã cực kỳ khéo léo đưa câu chuyện về
tuổi thanh xuân, tuổi học trò, những về mối tình tay ba giữa Hanamichi, Haruko và Rukawa nữa vào trong câu chuyện này. Ông đem tới cho chúng ta một cái cảm giác rất là trong sáng, rất là thuần khiết của tuổi học sinh. Có một chi tiết mà tôi rất nhớ trong bộ truyện Slam Dunk này, đó chính là câu nói của Haruko, câu hỏi của Haruko dành cho Hanamichi, đó là cậu có thích bóng rổ không? Đó chính là điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện. Và Hanamichi đã phải mất cả một chặng đường rất dài, rất dài để đến tập cuối cùng mới có thể trả lời được Haruko tớ rất thích bóng rổ trong trận đấu với đội Sanon. Và đó là một cái lời tôi nghĩ là ai cũng hiểu thôi, đó là lời tỏ tình của Hanamichi dành cho Haruko vào thời điểm đó. Và lý do tiếp theo tôi nghĩ là chắc chắn đó là lý do mà đã khiến chúng ta biết được rằng là tác giả Takeko Inoue hiểu được người chơi bóng rổ đến như thế nào. Đó là lần đầu tiên nền văn hóa sneaker, nền văn hóa high beast đến với thế giới của manga, đến với thế giới của truyện tranh Nhật Bản. Nếu như anh em để ý kỹ thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ trong bộ truyện tranh Slam Dunk đi những đôi sneaker cực kỳ thời thượng vào thời điểm bấy giờ. Chúng ta có thể kể đến Converse, Adidas hay là Nike Jordan 1. Và tác giả Takeko Inoue đã cực kỳ chăm chú và chi tiết những đôi giày, vẽ ra những chi tiết rất là, phải nói là cực kỳ chất lượng. Chúng ta nhìn vào chúng ta biết đó là đôi gì luôn. Và chắc chắn là chúng ta sẽ nhớ tới nhất, đó chính là đôi Nike Jordan 1 Red của Hanamichi. Một đôi giày mà có màu đỏ là chủ đạo, màu đỏ của Shoku. Và đôi giày này đã được tôi nhớ là ông bán giày ở tiệm giày đã cho Hanamichi. Chính xác hơn là Hanamichi đã lấy từ cửa hàng đó với giá chỉ là 5 yên hay là 100 yên mà thôi. Và đó cũng là lần đầu tiên những đôi giày được xuất hiện ở trong nền văn hóa manga. Anh em hãy nhớ rằng đó là thời điểm vào năm 1995. Sneaker hay là văn hóa high beast vẫn chưa phát triển ở trên thế giới như thời điểm hiện tại. Nhưng chính bộ truyện Slam Dunk này giống như một cái lời tiên tri, một lời dự báo dành cho cộng đồng nền văn hóa sa mạc đất đến thời điểm bây giờ. Có một cái chi tiết phải nói là di sản mà chính bộ truyện Slam Dunk này đã để lại cho những người chơi bóng rổ trên toàn thế giới đến tận bây giờ, đó là văn hóa dẫm lên giày mới. Khi một đôi giày quá cứng thì anh em trong đội bóng sẽ dẫm lên và giúp nó mềm mại ra. Anh em nào mà bị những đồng đội của mình dẫm lên thì đừng trách mọi người nhá, đó là nền văn hóa cả đấy. Và cuối cùng, lý do mà chúng tôi nhận thấy rằng đó là một trong những yếu tố đưa bộ truyện này nổi tiếng hơn, đó chính là hình ảnh của cầu thủ trong truyện tranh được lấy cảm hứng từ những cầu thủ ngoài đời thực ở NBA. Tình cảm mà tác giả Inoue dành cho những cầu thủ ở NBA, dành cho đội bóng ở NBA, đó là một điều mà ai cũng hiểu rõ. Bởi vì ông đã lấy cảm hứng những cầu thủ của mình đến từ giải đấu hàng đầu hành tinh. Và Inoue cũng là một fan hâm mộ thứ thiệt của giải NBA. Đã có rất nhiều hình ảnh mà ông mặc áo của Lakers, mặc áo của Boston Celtics đi chơi bóng rổ được leak ở trên mạng. Và tác giả đã lấy cảm hứng một số nhân vật như Michael Jordan chẳng hạn cho hình ảnh của Rukawa, hay dễ thấy nhất là Dennis Rodman là hình ảnh của Hanamichi tóc đỏ, và thậm chí là cả màu đỏ chủ đạo ở trên bộ đồng phục bóng rổ của Shoku cũng lấy từ màu đỏ của Chicago Bulls, và ngay cả phông chữ cũng gần như là gần giống. Chúng ta có thể thấy là trong bộ truyện tranh còn một số điểm nữa, đó như là đội Kainan chẳng hạn, đó là lấy cảm hứng từ Lakers. Và đó là yếu tố mà khiến cho rất nhiều người hâm mộ NBA thích Slam Dunk và ngược lại. Và đó là năm lý do mà chúng tôi nhận thấy rằng bộ truyện tranh này đã nổi tiếng và vẫn giữ nguyên giá trị của mình cho tới thời điểm hiện tại, nghĩa là đã hơn 20 năm rồi. Và các bạn yêu thích khía cạnh nào của bộ truyện tranh Slam Dunk và thậm chí là cả những bộ truyện tranh khác nói về bóng rổ nữa, thì hãy comment cho chúng tôi được biết. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe fanpage Bóng Rổ TV cũng như YouTube channel của chúng tôi. Và bây giờ thì hơi tiếc nhưng mà phải đến lúc tạm biệt anh em rồi. Tôi đi đọc nốt tập 2 đây, mua xong mà đã kịp đọc đâu. Bye bye.